vàng tươi. Đó. Ở mặt trên thì mình sẽ lựa chọn là tô cái màu vàng tươi mọi người nhé. Mọi người cứ tô theo cho khuôn hình của quả chuối thôi, nửa quả chuối nhé. Như vậy là mình đã tô xong được một nửa hình quả chuối rồi. Mình sẽ vẽ một chút lại cho nó đều nhau nhé. Rồi tiếp tục là mình còn nửa quả chuối còn lại. Đó, mình sẽ có thể dùng màu cam đậm hơn một chút. Đó, mọi người thấy có sự khác biệt giữa hai màu không? Và mình cũng vẽ hết cả những cái chỗ trống còn lại của quả chuối nhé. Cô rời ra ngoài nha. Vâng anh uống đi. Không để uống nữa. Thì mọi người tô nốt nhé. Đấy, tô nốt theo cái hình này. Mình sẽ lưu ý mình sẽ tô cái phần nửa quả chuối còn lại này đậm hơn cái nửa quả chuối ở trên để mình sẽ thấy được hai cái màu khác biệt đó, hai cái sự khác biệt giữa hai màu. Ngoài dạ qua được làm không? vâng, qua em dọn nhà rồi, nay đến Long dọn anh Long quan tâm Long 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 Tâm dọn chủ nhật, anh dọn thứ hai, em dọn thứ ba rồi. Ngoài chém một tí. Uống đi mốc hết rồi. Đấy thì mọi người tô nốt là mọi người đã hoàn thiện được cái hình quả chuối này hai màu sắc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.